kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh suy yếu, hệ thống gây mưa ở các mực khí quyển trên cao cũng đã lướt hẳn ra phía ngoài biển. Do vậy, tình trạng rét tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ đã giảm đi đáng kể. Ngày hôm nay, nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ tiếp tục tăng lên, phổ biến ở mức từ 16 đến 19 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết chuyển tốt hẳn, trời có nắng, nâng mức nhiệt độ nơi đây lên ngưỡng là từ 19 đến 21 độ, thời tiết khá ấm áp. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, trong đêm nay thì những sóng lạnh phương Bắc sẽ được bổ sung xuống nước ta nhưng với cường độ không mạnh, chỉ làm gió trên các vùng biển phía Bắc mạnh lên đôi chút chứ không gây ảnh hưởng nhiều đến thời tiết ở trên khu vực đất liền. Những luồng gió đông ẩm này tiếp tục cung cấp ẩm từ biển và đất liền khiến cho độ ẩm cho không khí tăng cao. Cùng với đó là hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù sẽ quay trở lại với các tỉnh thuộc khu vực ven biển và Nam Đồng bằng Bắc Bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai. Tuy nhiên, đến trưa chiều mai, tình trạng này sẽ nhanh chóng chấm dứt khi trường gió đông trên khu vực sẽ dần được thay thế bởi trường gió đông bắc khô, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái là khô ráo. Nền nhiệt độ trong ngày mai tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng là từ 17 cho đến 20 độ. Trời chỉ còn rét chứ không còn tình trạng rét đậm rét hại giống như những ngày trước nữa. Với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do nằm sâu hơn trong đất liền nên trường gió đông ẩm hầu như không tác động đến khu vực này. Trong đêm nay, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và sang đến trưa chiều ngày mai thì trời giảm mây và chuyển nắng. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại đây vì thế cao hơn các tỉnh thành ở bên khu vực phía đông, phổ biến ở mức là từ 19 cho đến 22 độ. Riêng khu Tây Bắc như là ở tại Lai Châu, Điện Biên, trời có nắng từ sớm nên mức nhiệt độ nơi đây có thể lên tới ngưỡng là từ 23 đến 26 độ, trời ấm áp. Thời tiết cũng có những chuyển biến tốt lên, nhanh chóng với các tỉnh vùng ven biển miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai, mưa trên khu vực cũng chỉ xảy ra lác đác ở một vài nơi. Nền nhiệt độ có xu hướng là tăng dần, song vẫn có sự phân hóa nhiệt độ giữa vùng Bắc, Trung và Nam. Với các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể chạm tới ngưỡng là 21 độ. Thời tiết cũng không còn tình trạng rét đậm, rét hại nữa. Còn các tỉnh ở tại khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao hơn phổ biến ở mức là từ 22 đến 26 độ. Khu vực có nắng nhiều nhất vẫn là các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận. Do vậy, mức nhiệt độ trưa chiều mai tại đây cao hơn hẳn so với phần phía Bắc, phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Thời tiết vẫn rất thích hợp cho những chuyến đi du lịch, đặc biệt trong ngày nghỉ cuối tuần. Vẫn đang trong thời kỳ mùa khô, do vậy thời tiết ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không biến đổi gì nhiều. Tại đây vẫn phổ biến trạng thái là ít mưa, ngày có nắng từ sớm, với mức nhiệt độ phổ biến là từ 28 đến 31 độ với các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ với các tỉnh Nam Bộ. Độ ẩm tại đây vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông của Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, người dân cần có kế hoạch tích trữ cũng như sử dụng nước một cách hợp lý vì mùa khô nơi đây vẫn còn kéo dài. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, theo nhận định của các chuyên gia, trong đêm nay và ngày mai thì những sóng lạnh phương Bắc sẽ có quá trình tăng cường trở lại. Tuy nhiên, đợt tăng cường lần này không quá mạnh, chủ yếu sẽ khiến cho gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc và khu vực giữa Biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh trở lại cấp 5. Sóng biển vì thế đều dưới ngưỡng 2m và biển không động. Các tàu thuyền vẫn có thể ra khơi được bình thường. Như vậy là ngày mai với trạng thái thời tiết tạnh giáo và ấm dần lên, người dân Bắc Bộ có thể tranh thủ đi mua sắm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang ngày một đến gần. Tương tự, thời tiết tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng không còn rét nữa, nhiệt độ tăng dần, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ổn định. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!